Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Anphat. Dell có lẽ là thương hiệu không còn xa lạ với người tiêu dùng trong phân khúc laptop và được đánh giá là một trong những hãng được yêu thích nhất, sản xuất ra các dòng laptop bền bỉ nhất. Có rất nhiều phân khúc được Dell thiết kế ra để phục vụ nhu cầu của người dùng. Trong đó, dòng máy chạm là dòng máy được Dell ưu tiên sản xuất cho riêng những ai làm về đồ họa. Hôm nay thì mình muốn giới thiệu đến các bạn chiếc Dell Mobile Precision 3571, một chiếc laptop chạm cực kỳ chất lượng. Hãy cùng mình vào video để tìm hiểu kỹ hơn về chiếc laptop này nhé. Nhìn về tổng thể của chiếc máy này có lẽ thiết kế khá đơn giản. Logo Dell được đặt ở chính giữa với gam màu xám, bao phủ toàn bộ vỏ máy, khiến chiếc laptop này trông cực kỳ sang trọng, hiện đại. Bộ khung máy được làm từ chất liệu nhôm nguyên khối, khiến chiếc máy này cực kỳ chắc chắn. Bản lề cũng được Dell làm rất cẩn thận, vì vậy bạn có thể mở đóng một cách thoải mái mà không có một chút hiện tượng flex nào cả. Bạn có thể thấy chiếc laptop này được thiết kế khá mỏng và nhẹ. Với độ dày chỉ 233mm cùng cân nặng là 1,79kg thì bạn có thể dễ dàng mang đi ra ngoài để học tập và làm việc. Viền màn hình cực mỏng để tối đa diện tích và cho bạn góc nhìn rộng hơn. Dù cạnh viền mỏng nhưng vẫn được Dell trang bị một camera 720p để bạn thoải mái học tập và làm việc trực tuyến. Chiếc laptop này cũng đạt độ bền chuẩn quân đội, chống va đập khá tốt, vậy nên bạn có thể yên tâm sử dụng trong thời gian dài. Màn hình của chiếc Dell Mobile Precision 3571 có kích thước 15,6 inch Full HD, tần số quét là 60Hz. Vì là một chiếc máy chạm, với mục đích cực kỳ rõ ràng là hướng đến người làm việc thiết kế đồ họa, vậy nên hình ảnh của màn hình cũng được laptop Dell đầu tư khá nhiều. Độ bao phủ màu của chiếc máy này là 45% NTSC, độ sáng lên đến 250 nits. Với chỉ số này thì độ sai lệch màu rất thấp sẽ đem đến cho bạn chất lượng hình ảnh vô cùng sắc nét, chân thật. Bạn không chỉ có thể làm việc trên chiếc màn hình này mà có thể giải trí vô cùng thoải mái. Bàn phím của chiếc laptop này là bàn phím tiêu chuẩn. Phím bấm vuông vắn, hành trình phím sâu sẽ đem đến cho bạn cảm giác gõ rất thoải mái. Touchpad cho cảm ứng đa điểm, khiến các cú vuốt chạm của bạn cực kỳ mượt mà. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng nó mà không cần chuyển rời. Khi sở hữu chiếc máy này, bạn sẽ có bộ vi xử lý Intel Core i7 12700H 16GB DDR5. SSD lên đến 512GB sẽ cho phép bạn thoải mái xử lý các tác vụ văn phòng như là Word, PowerPoint và đăng nhập máy cực kỳ nhanh chóng. Bên cạnh đó thì chiếc máy này còn tích hợp các đồ họa NVIDIA RTX T600. Với sức mạnh cực kỳ vượt trội này thì bạn có thể đáp ứng mọi nhu cầu đa dụng, cho phép bạn dựng video, render 3D trên các phần mềm như là Adobe Premiere, Blender một cách mượt mà. Bên cạnh đó thì bạn có thể xử lý đa nhiệm các tác vụ. Dell Mobile Precision 3571 còn cho phép bạn mở cùng lúc rất nhiều tab và video cùng một lúc mà không hề giật lag. Cuối cùng, mặc dù là một chiếc máy chạm nhưng nó không hề thiếu bất cứ một cổng kết nối nào, bao gồm 2 cổng USB Type-A, 2 cổng USB Thunderbolt 4, 1 khe Smart Card, 1 cổng HDMI, 1 khe thẻ SD và 1 jack cắm tai nghe để bạn có thể kết nối và truy xuất với bất cứ thiết bị ngoại vi nào. Tổng kết lại thì Dell Mobile Precision 3571 là một chiếc laptop ấn tượng từ hiệu năng cho đến thiết kế. Với một chiếc laptop thiên về workstation nhưng lại cực kỳ mỏng nhẹ, sang trọng và có thể đáp ứng được mọi tác vụ cho người dùng thì đây đúng là một chiếc laptop xứng đáng được xếp vào dòng cao cấp. Link sản phẩm và những chương trình ưu đãi mình sẽ để ở dưới cho bạn nào quan tâm đến chiếc laptop này nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.